bạn đang nghe tập 11 của chuyện con rể vô địch chuyện chọn lọc hay nhất mời các bạn cùng thưởng thức nhưng đôi mắt màu hổ phách kia bên trong đêm tối vẫn sáng đến lạ thường sáng lên một màu sắc quỷ dị nhàn nhạt và lạnh lẽo thấu tận tim gan anh đang vô cùng tức giận đấy hắn ta ôm đầu lăn lộn ở trên đất đôi mắt long lên sòng sọc hắn phẫn nộ thét lên miệng phun ra một ngụm nước bọt có kèm vài giọt máu Tên to cao ấy dù đã đứng lên nhưng vẫn chỉ cao đến dưới cầm anh. Lại bị vu phùng cửu không hề ngần ngại ngáng chân khiến cho hắn một lần nữa ngã sóng xoài trên mặt đất. Anh thong thả bước tới, còn hắn ta thì bị vập đầu trực tiếp xuống nền đất. Gãy ba cái răng rồi, đừng, đừng, hắn chợt nhận ra mình không thể đánh nổi anh kinh sợ miệng lắp bắp xin hàng nhưng ánh mắt khi liếc qua chỗ của hướng điệp tiên vẫn không thể che giấu đi được sự biến thái của mình nó khiến cho máu điên trong người của vu phùng cửu sôi lên vu phùng cửu dùng chân đá mạnh vào phía dưới của hắn chẳng mấy chốc sau chỗ đũng quần hắn loang ra một vệt máu lớn hắn ta hét lên chói tai đau đớn ôm lấy phía dưới đã không còn của mình nằm quằn quại dưới đất, vu phùng cửu mắc chứng sợ bẩn. Nhìn những kẻ này, mắt anh nãy giờ đã cay lắm rồi. Anh thở ra một hơi nặng nề, quay lưng đi, tiến về phía của hướng điệp tiên. Nhưng bất chợt, kẻ đang nằm sau anh bỗng vùng dậy. Hắn vớt lấy những tàn lực cuối cùng, liều chết xông vào anh. Nhân lúc anh đang lơ là, hắn đã dùng dao đâm vào bụng anh. Chiếc dao như xé toạc không khí, đâm phập vào bụng anh. Có máu từ người anh bắn ra, kẻ kia nhếch mép lên cười lớn. "Đây là nhát đâm chí mạnh, với sự mất máu này thì anh sẽ chết chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút nữa." "Mày cười cái gì thế, nhìn kỹ lại đi chứ." Giọng nói của Vu Phùng Cửu Bình thản vang lên. Hoàn toàn không hề có một chút biểu hiện nào là đau đớn khi bị dao đâm cả. Lúc bấy giờ kẻ kia mới ngỡ ngàng mà liếc xuống con dao thay vì đâm vào bụng của vu phùng cửu lại đâm vào cánh tay còn lại của hắn bị vu phùng cửu vặn ra trước a à, hắn hét lên trong cơn đau đớn nhưng trước khi hắn bất tỉnh vì bị sốc hệ thần kinh đã bị anh đấm mạnh vào bức tường bên phía đối diện một cú đánh trực diện không chắc sau này đầu óc hắn có còn hoạt động bình thường được không nữa hai kẻ đã bị hạ kể cả tên béo ngoài kia khi thấy anh đã sợ hãi đến nỗi tự ngất xỉu bị anh buộc tứ chi lại rồi treo lên ban công tầng 2 như một con lợn sắp bị làm thịt rồi. Vu phùng cửu bước đi loạn choạng, nãy giờ anh đã cố để gồng mình lên. Nhưng bây giờ đã kiệt sức muốn ngất luôn rồi, đầu óc choáng váng. Nhưng anh chưa cho phép mình được phép ngất đi, anh vẫn còn phải tỉnh táo. Nếu như là bọn bắt cóc này muốn tống tiền anh thì đã nói thẳng mục đích ra chứ không phải là dề già chờ thêm một kẻ nữa đến còn nếu muốn giết anh thì chúng đã giết luôn khi đánh được vào đầu anh ở phòng bao kia rồi kẻ đó còn có một mục đích khác vì vậy nên anh chưa thể gục xuống được vu phùng cửu đi đến lúc này hướng điệp tiên vẫn đang thất thần mà nằm bất động trên sàn nhà sắc mặt cô vô cùng yếu ớt mong manh như thủy tinh cứ chạm nhẹ là liền sẽ vỡ nát nước mắt cô đã thấm đẫm trên đôi mi mềm hiện tại trạng thái tinh thần của cô đang vô cùng bất ổn vì vậy nên hành động của anh bất giác trở nên vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng đỡ lấy cô ôm vào trong lòng mình bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy sống lưng cô vội vàng nắm lấy những vạt áo rách tà tơi của cô để che đi cơ thể lạnh lẽo đang run lên điệp tiên anh gọi tên cô hướng điệp tiên không có phản ứng nhưng nước mắt cô đã rơi xuống thấm ướt cả vai áo của anh đừng khóc bé ngoan đừng khóc em đau ở đâu để anh xoa cho em anh đã để ý rồi lúc mà anh xuất hiện đôi mắt mà cô nhìn về anh đều là sự kinh ngạc và sửng sốt không thôi cô đã nghĩ là anh sẽ không bao giờ quay lại sao anh chỉ là đi có việc một lúc xử lý ngoài kia một lúc thôi mà cô cuối cùng cũng cất tiếng nhưng tiếng nói của cô cứ như bị những tiếng nấc nghẹn cắt ra làm nhiều mảnh không đau vậy tại sao lại khóc em sợ à không sao anh đánh được hắn rồi, nếu như cô muốn, anh liền sẽ giết hắn cho cô. Không ai được phép động vào bé ngoan của anh cả, cô lắc đầu. Đôi môi nhỏ nhắn hôn lên vai anh, nức nở, em thấy anh đau. Vu phùng cửu nghe vậy, khẽ thở ra một hơi, hóa ra là bé con đang sót anh đau. Được rồi, vậy thì cứ sót anh đi, anh sẽ để cho cô thương yêu mình. Vu phùng cửu bế hướng điệp tiên, bước ra khỏi căn nhà hoang ở bên ngoài những cơn gió bất thường thổi lộng của cây cối một chiếc trực thăng đang bay trên đầu nóc nhà là anh gọi tới vu thiếu gia một người lính đặc công ở trên trực thăng nói vọng xuống thả chiếc cầu thang bằng dây xuống bên dưới vu phùng cửu nhanh chóng leo lên chiếc trực thăng khi anh ngồi vào trong khoang máy bay đã có một đội y tế nhanh chóng tiến đến xử lý vết thương trên đầu anh kiểm tra lại trạng thái cơ thể trên người của hướng điệp tiên điều tra về vụ này tôi muốn có kết quả sớm nhất anh hạ lệnh những người tùy tùng dưới trướng anh đều đồng thanh đã rõ vụ việc này thật đáng để tâm đã thế kẻ đó còn gan lớn đến nỗi động vào đại thiếu gia đứng đầu vu gia là anh để anh thử đếm xem thời gian mà kẻ đó tồn tại được trên cõi đời này là bao nhiêu ngày ở một nơi khác kiều uyển viên nằm ở trên giường xung quanh cô ra là những bản báo cáo và giấy viết linh tinh bên cạnh là một chiếc máy tính màn hình đen nhưng vẫn đang hoạt động phát ra một tiếng nói ồm ồm đã qua chỉnh sửa của máy tính cô chán sống rồi vu phùng cửu nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua vụ này tôi biết chứ cô ta nói trên khuôn miệng vẫn nở một nụ cười xinh đẹp tôi rất hạnh phúc khi được chết dưới tay của anh cửu cứ nghĩ về cảm giác khi ấy cả người tôi lại run lên vì sung sướng người ở bên kia màn hình máy tính im lặng một lúc rồi sau đó thốt lên đồ điên kiều uyển viên không phản bác lại chỉ nằm trên lớp vải nhung màu đỏ tía đôi mắt ngước lên nhìn chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà chiếc đèn ấy rất đẹp lấp lánh phát ra những tia sáng màu vàng như sánh lại thành mật ong lại giống như màu mắt của một loài hổ mang nó giống với màu mắt tuyệt đẹp của vu phùng cửu mà con người ai mà chẳng thích cái đẹp hơn nữa vẻ đẹp của anh lại còn gợi lên trong người ta sự tham lam muốn chiếm đoạt lấy đôi mắt tuyệt đẹp ấy chỉ nhìn về phía mình công việc tôi giao cho cậu làm được đến đâu rồi điều tra được hết lại lịch của con bé tên hướng điệp tiên đó rồi Kẻ sau màn hình máy tính tiêu nại một người bán thông tin ở sàn giao dịch đen bắt đầu báo cáo. Con bé đó không rõ lai lịch, chỉ là một đứa con hoang do một ả phụ nữ bán hoa đem về. Rồi cùng nó giả danh để được bước chân vào Vu gia. Vu Phùng Cửu đã biết đến sự thật nhưng anh ta không đuổi cô nhóc đó đi. Vì sao? Kiều Uyển Viên nhẹ nhàng cất tiếng ừm. Thật khó nói, tôi nghĩ là anh ta bắt đầu nảy sinh tình cảm với nó rồi. Người của tôi được cài vào trong Vu gia đã báo cáo. Cô ta nói rằng từng đã nhìn thấy Vu Phùng cửu hôn nó ở trong rừng. Nghe đến đây, nụ cười nhàn nhạt trên mép môi của Kiều Uyển Viên chợt duỗi ra rồi lắng xuống. Đôi mắt của cô ta trở nên thâm trầm hơn, hôn một đứa nhóc 13 tuổi anh ấy điên rồi vì vậy nên cô ta phải cứu giúp anh khỏi thứ tình cảm nhơ nhuốc ấy thôi anh không thể đi thích một con bé đến cả chuột cống cũng không sánh bằng như vậy được dưới tán cây dáng hương trồng ở trong sân vườn ánh nắng bị chia ra vỡ thành từng mảnh vụn rơi xuống dài rác trên lớp cỏ non xanh mượt của mùa xuân vu phùng cửu nhắm mắt thụ hưởng làn gió mát chốc chốc lại nhấc hờ đôi bờ mi cong dài liếc sang nhìn cái bóng trăng trắng đang động đậy ở bên cạnh chỗ nằm của mình điệp tiên dạ hướng điệp tiên chẳng biết từ bao giờ đã thân thiết với anh như hình với bóng anh đi đâu ở đâu trong nhà nếu lúc đó cô rảnh thì đều sẽ sán tới bám theo anh như một cái đuôi nhỏ đuổi mãi không đi trên đôi gò má trắng nõn của cô hơi ửng hồng khoảng mấy tuần trước đôi má ấy đã từng bị đánh đến đỏ bầm Hướng điệp tiên chẳng hiểu sao cứ thích ở bên anh. Cô ngồi rất gần anh, một hành động mà đến cả Vu Kim Mỹ và Vu Quang Đàm cũng chưa từng một lần thử. Vu Phùng Cửu lười chẳng muốn nhắc nhở cô, cứ để cho cô nghịch ngợm ở bên cạnh mình như vậy. Hiếm lắm anh mới được có một khoảnh thường gian trống trải để nghỉ ngơi. Công việc trên tập đoàn lúc nào cũng bận, khó lắm mới ngóc đầu ra khỏi đống giấy tờ kia được. Đã vậy, cuộc điều tra về vụ bắt cóc đó vẫn còn đang giang dở. Chưa đâu vào đâu cả, hướng điệp tiên nhìn lên khuôn mặt ngà ngà say ngủ của anh. Lại cúi đầu đan nốt cái vòng hoa trên tay mình, xong rồi. Cô gión rén đi đến, đội lên đầu anh, điệp tiên. Vâng, anh không phải đồ chơi của em, tháo nó xuống. Anh đâu phải đồ chơi, anh là con người mà, còn dám trả treo lại à người gì vu phùng cửu mệt mỏi chỉ he hé mắt liếc cô hướng điệp tiên vậy mà không sợ cái liếc mắt sắc lạnh ấy của anh vẫn nghiêng đầu hồn nhiên nhìn anh như vậy trên cánh môi cô vẫn là một nụ cười trúng chím như hoa đào người quan trọng ngay khi câu nói ấy vừa được thốt ra vu phùng cửu đã bật người ngồi dậy đối thẳng mắt với cô mái tóc xõa ra đen nhánh của anh lấm tấm chấm trên trán Càng tô đậm thêm dáng vẻ lười nhác điển trai của anh. Anh dò hỏi cô, chất giọng rất nghiêm túc, quan trọng như thế nào? Hướng Điệp Tiên không phải là một người học rộng hiểu sâu. Vốn từ của cô rất hạn hẹp, vì vậy nên cô chỉ có thể miêu tả lại bằng những từ gì sát với suy nghĩ của cô nhất. Anh quan trọng giống như là một người anh vậy, một người anh trai dù luôn cáu kỉnh với em mình nhưng cô biết anh cũng rất thương cô, vu phùng cửu nghe vậy, cơ thể đờ đẫn ra chốc lát. Đột ngột, anh chán nản suy ra một tiếng rồi bĩu môi. Nằm phịch lại xuống đất, quay lưng đi trước con mắt ngơ ngác của hướng điệp tiên. Hóa ra, trong đầu cô, anh chỉ xứng đáng làm anh thôi sao? Vô vị, anh cửu, anh cửu, hướng điệp tiên không biết tại sao đột nhiên anh lại giận. Vội vàng đi đến lay lay lấy người anh nhưng vẫn chẳng thấy có phản ứng gì cả hoàn toàn xem cô là không khí, cô không biết dỗ dành người khác. Càng chẳng thể hiểu nổi trong đầu anh đang có những suy nghĩ gì để mà cô dỗ dành. Hay là cô tặng quà cho anh, nhưng mà cô có tiền đâu? Khi người khác giận, người ta hay tặng quà cho nhau nhỉ? Nhưng cô lại chẳng có gì cả, tặng cho anh cái gì giờ? Hướng điệp tiên nhìn vu phùng cửu nghĩ ngợi, cô thử nhớ lại xem ở trên mình có cái gì mà vu phùng cửu muốn không? bỗng nhiên cô a lên một tiếng rồi cúi đầu về sát với khuôn mặt của anh vu phùng cửu đang nằm chợt thấy cái bóng sáng trên mặt mình bỗng trở nên tối lại anh nhăn mày mở mắt đột ngột, anh nhìn thấy có một đôi mắt khác đang nhắm lại từ lúc nào đã chắn đi hết mọi tầm nhìn của anh, hướng điệp tiên hôn anh, đôi môi cô nhỏ nhắn đè nhẹ lên môi anh, điệp tiên, vu phùng cửu vội vàng đẩy cô ra, đôi mắt mở to kinh ngạc vô cùng, hướng điệp tiên não bé không hiểu nổi tại sao anh lại giận cô thêm, chẳng phải, lúc ở trong rừng khi ấy, anh đã muốn hôn cô sao, không chỉ vậy, mà là hôn tận hai lần, em đang làm cái gì vậy?